Tối ngày 5 tháng 8, thành phố Uông Bí tưng bừng tổ chức khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2022. Sự động viên có các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Uông Bí năm 2022 có sự góp mặt của 19 đơn vị chia làm 3 khối: khối xã phường, khối cơ quan hành chính sự nghiệp lực lượng vũ trang, khối đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp. Tham gia hội diễn có trên 1.000 nam nữ diễn viên là cán bộ công chức viên chức, nhân viên các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, đoàn viên hội viên các tổ chức chính trị xã hội và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Với tinh thần chuẩn bị tập luyện nghiêm túc, sự đầu tư giàn dựng công phu, các đơn vị mang đến hội diễn 95 tiết mục biểu diễn với đa dạng các thể loại như ca múa, biểu diễn nhạc cụ. Qua đó sẽ cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao, góp phần làm nên thành công của hội diễn. Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Uông Bí được tổ chức 2 năm một lần. Đây là cơ hội tăng cường giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần cổ vũ động viên cán bộ và nhân viên thành phố ra sức thi đua xây dựng Uông Bí ngày càng giàu đẹp văn minh, trở thành đô thị kiểu mẫu phát triển nhanh và bền vững của vùng Đông Bắc. Ngay sau lễ khai mạc là phần thi của các đơn vị phường Vàng Danh, ngành giáo dục, công ty nhiệt điện Uông Bí, phường Thanh Sơn và ban quản lý chợ trung tâm thành phố. Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Uông Bí năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 8. Lễ công bố trao giải sẽ được tổ chức vào tối ngày mùng 6 tháng 8.